Vâng, em mến chào tất cả các bác nha. Tiếp tục em lại về một bộ rề bao của hãng từ hãng Onkyo 306 và M506RS nha các bác. Bộ trước thì em cũng đã bán rồi, thì tiếp tục em về một bộ nữa nha các bác để phục vụ các bác. Đây là những bộ rề bao có công suất khủng để các bác chơi vào những cặp loa Nhật, Mỹ, Âu, và đặc biệt là những dòng rề bao Onkyo này nó đánh loa Mỹ rất là hay nha các bác. Em ghép vào ribe đánh hoặc là những dòng loa cây vân vân rất là tốt, công suất lớn. Và thứ hai là em nó trưng bày rất là đẹp. Rề bao các bác biết rồi, là những sản phẩm nó có công suất lớn nên là hãng người ta làm ra rề bao cho nó gọn và nó nhị đi, dễ vận chuyển. Chứ còn nếu mà ráp chung lại thì nó quá là to. Người ta sản xuất là cái rề là phần âm sắc riêng, cái bao là cái phần công suất đẩy nha các bác. Em này chạy 8 sò, hình như là công suất là 400W nha các bác. Bộ này có công suất là 400W điện 100V, hai cầu loa nha các bác, có vi tính chỉnh phía trước, chỉnh bass jack vân vân là trên cái rề. Khi nó lên đèn là đầu tiên là nó sẽ hiện màu đỏ, là khi nhảy relay nó chỉ hiện qua màu xanh, rất là đẹp nha các bác. Ngoài đời nhìn rất là đã nha. Đây là hai vo gỗ nha các bác, hồi gỗ của em nó đẹp xuất sắc nha. Và giá bộ này là 18 triệu 500 ngàn nha các bác. Nghe hay bài đẹp, các bác nào đó đang có nhu cầu về một bộ âm ly công suất khủng và có thể nghe hay và trưng bày trong gia đình tuyệt đẹp thì các bác lựa chọn bộ Onkyo 506RS này, thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Em giao hàng toàn quốc nha các bác, tất cả sản phẩm là bao zin, là máy bãi về, tất cả bên trong rất là mới, tất cả nguyên bản hết nha. Còn các bác nào có nhu cầu mà trước khi đi que ruột gan thì em que cho các bác luôn, nói chung là bao zin hết cho các bác nha. Để em sẽ que phía sau. Vâng, đây là phía sau của con rề bao, con rề series là 535 nha các bác, con bao là 696 nha. Đấy, nãy em vệ sinh là em vậy nha, vệ sinh hết rồi, ok hết rồi. Tất cả những cái rack mà kết nối còn đề là mạ vàng hết nha các bác, hai cổng phono nha và hai cổng út nha, ba cổng út luôn, output 2 này, output 1 nó có hai cổng nha, và là những công tắc AUX tuner, chúng ta kém tín hiệu CD vào đường hai đường này, AUX hay là tuner. Đấy, và đây là đường tín hiệu xuống nha các bác kém output này xuống cái đường này. Đấy, còn đây là hai cầu loa. Đây nha các bác, 400W nha. Cái dòng RS này rất là mạnh nha các bác. R là tới RS nha, RS là cao nhất nha, 400W điện 100V cho băng. Sau đây là mở luôn ruột gan cho các bác cùng xem luôn nha. Bác nào yêu thì alo cho em qua số điện thoại phía trên màn hình. Em giao hàng toàn quốc cho các bác nha. Giá đã bao ship cho các bác và đã cân đối rồi. Vâng, đây là con bao và đây là con rề, các bác thấy yêu không? Tất cả là còn rất là đẹp nha các bác, xuất sắc luôn. Em tuyển hàng rất là kỹ cho các bác. Đây là con rề, em mở cho mình, em mở ra cho các bác. Đấy, em này chạy hai tăng phô riêng biệt nha các bác, bốn tổ lục nguồn. Đấy, rất là khủng. Vâng, đây là ruột gan của con rề nha các bác. Rề có thể độ mới, đây tăng phô cầu chì và đây phần mạch âm sắc khuất đại xuống con đẩy. Đây là con đẩy nha các bác, hai tăng phô riêng biệt nha các bác, hai tổ lục nguồn. Đấy, tất cả zin, máy rất là mới, chạy 8 sò nha các bác, 8 sò máy rất là mới nha. Đây là phần nguồn và rơ ly, một con bao chạy hai tăng phô riêng biệt là phê rồi, công suất tới 400W nha các bác, quá là khủng nha. Nên các bác khỏi lo về công suất, những con này thì nó đánh vô tư nhưng lo bắt 40 luôn lại, đánh ribe châu Âu, lo Nhật đánh rất là tốt nha. Mà khi em giúp cái ribe thì nó đánh ribe rất là hay nha các bác. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nào chốt con bộ này thì alo cho em nha.